Nhiều người phản ứng vì phương án đền bù vành đai 4 không đủ mua suất tái định cư. Quý vị thân mến, cho rằng số tiền đền bù hỗ trợ nhà và đất phục vụ dự án đường vành đai 4 không đủ để mua một suất tái định cư, nhiều người dân thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, Mê Linh đã kiến nghị chính quyền có cơ chế để họ không bị thiệt thòi khi bị thu hồi đất thực hiện dự án. Gia đình ông Nguyễn Văn Bằng, 52 tuổi, ở thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, Mê Linh, đã sinh sống trên mảnh đất rộng 226m², vốn là đất ông cha để lại từ nhiều đời nay, trong đó có 72m² diện tích đất ở và 152m² là đất vườn. Dự án xây dựng đường vành đai 4 Hà Nội đi qua địa bàn xã, gia đình ông đã rất đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi nhận được phương án đền bù, số tiền đền bù hỗ trợ nhà và đất của gia đình ông Bằng vẫn không đủ mua một suất tái định cư hơn 70m². Theo phương án đền bù, gia đình ông Bằng được trả khoảng 18 triệu đồng một mét vuông đất ở, còn giá đất vườn là 1 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, giá đất nền tái định cư dao động từ 21 đến 22 triệu đồng một mét vuông. Với phương án đền bù này, gia đình tôi vẫn phải bù thêm tiền để mua một suất tái định cư, chưa tính đến việc phải bỏ ra cả 100 triệu, thậm chí là tiền tỷ để xây lại nhà mới. Cho rằng giá đền bù không thỏa đáng, ông Bằng đã kiến nghị chính quyền thành phố, huyện Mê Linh có cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở để người dân không bị thiệt thòi khi bị thu hồi để thực hiện dự án. Còn gia đình bà Đinh Thị Thật, 67 tuổi, có 1.000m² đất ông cha để lại, đã chia hết cho 4 người con, mỗi người một phần. Khi nhận phương án đền bù, gia đình bà mới tá hỏa khi biết phần đất bà đang ở chỉ được đền bù với giá 18 triệu đồng một mét vuông, nhưng diện tích của 3 người con khác chỉ được xác định là đất vườn, chỉ được đền bù 1 triệu đồng một mét vuông. Chúng tôi vô cùng bức xúc khi diện tích đất ông cha để lại vẫn chỉ được xác định là đất vườn với mức đền bù 1 triệu đồng một mét vuông, không đủ mua một suất tái định cư để ổn định chỗ ở. Không chỉ ông Bằng, bà Thật mà hàng chục hộ dân sinh sống trên đất ông cha ở thôn Khê Ngoại 2 đều trong tình trạng tương tự. Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án vành đai 4 đoạn qua thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê phần lớn có nguồn gốc từ đời cha ông để lại từ lâu. Vướng mắc ở chỗ, trước đây khi Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, lúc chưa sáp nhập vào Hà Nội, sổ đỏ của các hộ dân chỉ ghi nhận hạn mức đất ở cho mỗi hộ là 200m², còn lại là đất vườn. Trải qua nhiều thế hệ, các hộ này đã chia tách cho các con xây dựng nhà ở. Nếu không nằm trong quy hoạch xây dựng đường vành đai 4, các hộ có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn thành đất ở như hiện trạng. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch, người dân bị hạn chế quyền không được phép chuyển đổi. Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, thực tế Văn Khê là xã nông thôn, đất vùng bãi có nhiều thửa đất vườn, ao xen kẽ trong dân cư, có diện tích lớn và đông con. Khi tách hộ dẫn đến tách đất cho con xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định từ lâu trên đất vườn và ao. Hiện giá bồi thường đất vườn ao thấp là 1.027.000 đồng một mét vuông, các hộ không đủ tiền nộp để mua tái định cư. Để tháo gỡ vướng mắc nói trên, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh kiến nghị Hà Nội cho phép huyện thực hiện cơ chế đặc thù thửa đất vườn ao độc lập, tính chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao thành đất ở với diện tích một lần hạn mức giao đất ở tối đa là 180m² và khấu trừ tiền chuyển mục đích tại phương án bồi thường và xét giao một suất tái định cư tối thiểu diện tích 80m². Cạm bẫy cờ bạc mạng. Thưa quý vị, Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đã bắt được thanh niên cướp tiệm vàng tại phường Tân Đông Hiệp. Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Kiệt, 23 tuổi, quê ở Cà Mau, khai đi cướp giật tiệm vàng do thua cờ bạc qua mạng, nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả. Cũng như Kiệt, thời gian qua có không ít thanh niên cả gan thực hiện hành vi cướp vì nợ nần cờ bạc. Người xưa nói cờ bạc là bác thằng bẩn, đây không chỉ là câu thành ngữ mà là điều răn dạy thường xuyên của các bậc trưởng thượng dành cho con cháu trong gia đình, song không phải bất cứ đứa con nào cũng nghe, ngẫm, hiểu và thấm thía được chân lý hiển nhiên đó. Vì thế đã có không ít người lao vào con đường cờ bạc như thiêu thân để rồi tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Trong những năm qua, lực lượng công an trên toàn quốc đã liên tục triệt phá, xóa sổ các ổ nhóm cờ bạc, nhưng dường như vẫn chưa làm các ông trùm biết sợ mà ngừng tay mở sới bạc mới. Thay vì lập các ổ cờ bạc cố định, truyền thống, giờ đây các ông trùm tổ chức đánh bạc một cách tinh vi hơn bằng các hình thức cá cược qua mạng, núp bóng các trò chơi trực tuyến để câu dẫn các con bạc. Để triệt phá một ổ nhóm cờ bạc tại một địa điểm cố định, lực lượng công an đã phải vô cùng vất vả. Thế nhưng để lôi ra ánh sáng công lý các ông trùm tổ chức đánh bạc qua mạng khó khăn hơn nhiều. Đơn giản là bởi danh tính các tài khoản trên mạng xã hội vốn là ảo, các đối tượng lại sử dụng mánh khóe công nghệ cao, thuê server ở nước ngoài gây khó khăn rất nhiều cho công tác điều tra, phá án của lực lượng công an. Đó là lý do mà hiện trên mạng xã hội, nhan nhản các hình thức đánh bạc trực tuyến lôi kéo không ít người, nhất là giới trẻ. Nhiều người đã lao vào đỏ đen, để rồi gia đình tan nát, người thân ly tán.
Điều tệ hại hơn ở chỗ, từ việc thua cờ bạc nợ nần chồng chất sẽ khiến cho các con bạc say máu, thực hiện các hành vi phạm tội khác như là trộm cắp, cướp tài sản một cách manh động, liều lĩnh. Thực tế cho thấy, không ít thanh niên đã cướp bóc, trộm cắp chỉ vì nợ cờ bạc. Cách đây chỉ hơn một tháng, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nam thanh niên gây ra vụ cướp tại một chi nhánh của Vietinbank ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Nghi phạm Bình Khương Linh, 38 tuổi, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền rồi bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Linh đã khai nhận do chơi cờ bạc online dẫn đến nợ nần nhiều, bi quá nên phải làm liều đi cướp ngân hàng. Đó là minh chứng cho thấy tác hại ghê gớm của việc các sới bạc ngang nhiên hoạt động trên mạng hiện nay. Dù thời gian qua lực lượng công an từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực tập trung triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng, nhưng không thể triệt tiêu dứt điểm được vấn nạn nhức nhối này. Việc này khiến cho dư luận xã hội phải đặt ra câu hỏi, vì sao? Nguyên nhân chính là do lợi nhuận kếch xù từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng nên các ông trùm không ngại phải đối mặt với các chế tài, kể cả việc có thể phải ngồi tù. Chẳng phải trong những năm qua đã có không ít đường dây đánh bạc qua mạng đã bị lực lượng công an triệt phá, với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng đó sao? Bên cạnh đó có những kẻ ham ăn, lười làm, muốn giàu nhanh chóng nên lao vào đỏ đen như những con thiêu thân với hy vọng đổi đời trong thoáng chốc. Cho dù các ông trùm có tinh vi, xảo quyệt đến đâu, nhưng nếu như không có người tham gia đánh bạc thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Có cung, ắt có cầu, vậy nên muốn triệt tiêu dứt điểm vấn nạn cờ bạc qua mạng không chỉ có vai trò răn đe, trấn áp của lực lượng công an, mà rất cần sự quản chế nghiêm khắc của các gia đình đối với con cái. Nếu giáo dục để con trẻ hiểu rõ rằng lao vào con đường cờ bạc chính là đào hố tự chôn mình, thì sẽ không còn các sới bạc nữa. Đừng để cái sảy nảy cái ung. Hầu hết người lang thang tại thành phố Hồ Chí Minh đều có nhà ở thành phố. Quý vị thân mến, theo cơ quan chức năng, hầu hết người lang thang đều có nơi cư trú trên địa bàn thành phố. Sau khi bị đưa về phường, người nhà sẽ đem giấy tờ lên để xin về, nhưng hôm sau họ lại lang thang. 3 tháng tập trung 522 người lang thang và xin ăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban tháng 3, 3 tháng đầu năm 2024. Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, công tác quản lý, chăm lo cho diện chính sách trẻ em, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời và đúng đối tượng. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng khẳng định nỗ lực của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương đã phối hợp tốt với cơ quan liên quan, thực hiện hiệu quả công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn. Bà Nguyễn Thành Phụng, trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong quý 1 năm 2024, các quận huyện đã tập trung và giao về các trung tâm bảo trợ 522 trường hợp so với quý 1 năm 2023, tăng gấp đôi, cho thấy nỗ lực của các tổ công tác địa phương. Cao điểm là thời gian từ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, tập trung hơn 200 người, tránh tình trạng bắt cóc bỏ dĩa. Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Đức Tài, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Tân Bình cho biết, dự kiến trong năm 2024, phòng sẽ kết hợp với các địa phương giáp danh để xử lý ở địa bàn giáp danh, tránh tình trạng đẩy đuổi đối tượng từ địa phương này sang địa phương khác, bắt cóc bỏ dĩa. Theo ông Tài, hiện 15 trên 15 phường trên địa bàn quận đều thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ này. Qua công tác rà soát các địa bàn trọng điểm, xác định có 11 tuyến đường thường xuyên có người lang thang xin ăn xuất hiện. Phòng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chuyển hóa từng tuyến đường trọng điểm trên, ra quân lập hồ sơ đưa 11 người vào các trung tâm bảo trợ xã hội, trong đó có một trẻ em. Tuy nhiên, điều bất ngờ là hầu hết những người lang thang ở trên đều có nơi cư trú trên địa bàn thành phố. Thậm chí là có trường hợp một số người bán vé số cố tình ngồi cùng với những người lang thang xin ăn để trục lợi tình thương. Ông Tài chia sẻ, ban đầu người lang thang không xuất trình được giấy tờ, nhưng khi đưa về phường thì người nhà đem giấy tờ lên để xin về. Sau đó họ lại xuất hiện ở chỗ cũ hoặc di chuyển sang chỗ khác. Ông Trần Đức Tài cho biết, quận đã nhiều lần tuyên truyền người dân nên hỗ trợ tiền, quà tại các cơ sở từ thiện xã hội có uy tín, hợp pháp, nhưng thực tế thì vẫn còn rất nhiều người cho tiền trực tiếp những người lang thang xin ăn nên chưa chấm dứt được tình trạng này. Bà Nguyễn Thành Phụng, trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thành phố đã ban hành nhiều giải pháp để kịp thời phát hiện, tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn. Hiện Sở Thông tin Truyền thông đã chỉ đạo Tổng đài 1022 tiếp nhận thông tin từ người dân, chuyển về địa phương giải quyết. Những thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên đường cũng được giao theo dõi phát hiện trường hợp lang thang xin ăn thì báo ngay cho cấp trên để tập trung về cơ sở bảo trợ xã hội. Bà Phụng cũng đánh giá cao biện pháp liên kết các địa phương lân cận để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh việc địa phương này làm căng thì các đối tượng lại chạy sang địa bàn khác.
Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Phòng Bảo trợ Xã hội nghiên cứu thêm về quy định cho phép người thân bảo lãnh, nếu chưa chặt chẽ thì đề xuất siết chặt như thế nào cho phù hợp để không tiếp diễn tình trạng người lang thang xin ăn xuất hiện trên đường. Ông nói, quy định chúng ta cho phép người thân bảo lãnh cho nên cứ đưa vào họ lại xin ra, không đạt hiệu quả bền vững. Có khi, chính thân nhân của họ lại là đối tượng chăn dắt, trục lợi và lợi dụng quy định này. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.